Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm AdRock nhận được 150 đồng token BeWoWSwap. Một số thông tin về đồng token này. Sự tổng cung phát hành là 1 tỷ. Đã có 644 tài khoản holder và đã phát sinh 1.3322 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamadrop.net. Như dương truy cập website được mình để ở phần bên dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc quan trắc này. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuỗi Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tài token này vào ví cho mình. Ký hiệu BO số thập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamadrop.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn này để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào phần này. Đây cho mình nhé, yêu cầu AdRock. Nó hiển thị ra cái bảng này. Thì đây, chương trình AdRock nó sẽ kết thúc vào 96 ngày nữa nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0.05 BNB ra mua cái đồng token này để hold và tích trữ lâu dài nhé. Đó là Clam, các bạn nhấp vào đây. Clam 150 BO. Yêu cầu 150 BO. Bạn đang hiển thị lên cái bảng cái lối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối nhé. Viga là 0.000661 BNB, bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, phần việc đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamadrop.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch chuyển đặt. Ngoài ra, trên đây còn nhiều sàn giao dịch khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 150 đồng token BeWoWSwap. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.